Xin chào tất cả quý vị độc giả của báo VN Express. Xin mời mọi người cùng theo Phúc để tham quan ngôi nhà của Phúc nhé. Phúc mua miếng đất này thì khoảng hơn 80m², xây dựng quy hoạch được 4 tầng. Nên là Phúc cũng cảm thấy rất là ưng ý và rất là thoải mái. Khi bước vào thì đây là phòng khách của ngôi nhà của Phúc. Đây là nơi mà Phúc hay tiếp đón những người bạn trong nghề của mình. Ở đây cũng có thể là một cái khu vực rộng đủ thoáng để cho Phúc cùng với con trai nhỏ của mình sẽ chơi ở đây. Và phòng khách này cũng là nơi mà Phúc tập hát, tập luyện thanh, rồi tập đánh đàn và mọi thứ sinh hoạt ở đây. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây có 1000 lối đi em đã chọn. Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Bước vào nhà thì là sẽ gặp cái phòng khách trước. Nên là Phúc rất là chú trọng cho cái vấn đề sắp xếp cũng như là trang trí cái phòng khách như thế nào để tạo cho cảm giác khi mà người khách bước vào cảm thấy một cái không gian nó thiệt là thoáng. Từ nhỏ Phúc cũng đã rất là thích là nuôi cá cảnh, cá kiển. Và khi lớn lên thì Phúc lại thích nuôi cá rồng, cá huyết long. Thì ý nghĩa của con cá huyết long này nó cũng mang tới một sự may mắn. Và ở trong nhà mình có một hồ cá có nước thì nó cũng mang một cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Ba đó hả? Và sau đây Phúc xin mời mọi người cùng tham quan phòng ngủ của Phúc. Phúc quyết định là dùng nguyên một tầng xuyên suốt của căn nhà của mình để làm phòng ngủ và phòng sinh hoạt. Là bởi vì trong phòng ngủ thì nó có phòng để quần áo nè, phòng thay đồ. Cũng có một cái góc nhỏ đó là để bàn ghế và nơi tiếp khách để dành cho những người thân thiết của mình. Thì chúng ta có thể là ngồi nói chuyện hoặc là trao đổi cái gì đó tại nơi cái phòng khách trong phòng ngủ này. Màu chủ đạo của Phúc thì Phúc chọn màu hơi kem nhạt để tạo một cái sự nhẹ nhàng, ấm cúng cho phòng ngủ của mình. Căn phòng ngủ mà cảm thấy được ấm cúng thì chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ rất là ngon. Và sau giấc ngủ ngon đó thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật tốt, thật thoải mái để chúng ta bắt đầu những ngày làm việc tiếp theo. Các bạn có biết không, công việc tưới kiển cũng là một trong những công việc hàng ngày của Phúc yêu thích. Và bình thường kiển thì Phúc hay tưới khoảng 2 lần. Phúc rất là tận dụng những cái khoảng không gian nào mà có thể trồng được cây xanh ở trong nhà thì là Phúc tận dụng hết. Bởi vì khi cây xanh ở trong nhà nhiều đó, trước tiên là chúng ta cũng cảm thấy rất là mát mẻ nè. Rồi cây xanh trong nhà nhiều nó thải ra khí oxy và lọc cái khí CO2 đi, nó cũng làm cho căn nhà của mình được sạch sẽ hơn. Hello con trai. Hi. Đây là không gian phòng tầng 3. Là tầng mà Phúc nghĩ là Phúc chia làm hai phòng. Một phòng để dành cho con trai lớn của Phúc, cùng với lại một phòng ở phía sau để dành cho những người khách. Và Phúc xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là phòng thờ Tam Bảo nhà Phúc. Đây là nơi mà Phúc cảm thấy rất là thích
sau tất cả những bộn bề của công việc thì Phúc có thể dùng cái phòng này để làm nơi tĩnh tâm, để tụng kinh. Và đây chính là không gian bếp của ngôi nhà của mình, nơi thường xuyên mà Phúc cũng hay làm việc ở đây. Xin chào độc giả của VN Express. Trừ những ngày mà không đi làm thì ở nhà thì Kim Cương cũng đích thân vào nấu ăn cho Phúc và hai con. Hôm nay thì nấu món mà Phúc thích ăn là sườn chiên giã và đu đủ hầm thịt. Thank you.